Cô thân ái chào mừng các em đến với khóa học ngữ văn 10 của trang web olm.vn Các bạn thân mến, ở tiết học tri thức ngữ văn, cụ thể là phần tri thức tiếng Việt, các bạn đã nhận biết được thế nào là thiếu mạch lạc, thiếu liên kết trong văn bản. Chi tiết hơn, chúng mình còn được biết có những lỗi về mạch lạc, liên kết nào. Sau khi đã có những kiến thức về lý thuyết, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết thực hành tiếng việt bài học của chúng mình sẽ bao gồm các nội dung như sau thứ nhất ôn tập kiến thức thứ hai thực hành để ôn tập lại những kiến thức đã học cùng cô đến với bài tập sau đây các bạn nhé các em thân mến câu hỏi vừa rồi đã giúp cho các em ôn tập lại những gì chúng ta đã được học về lỗi thiếu mạch lạc Lỗi thiếu mạch lạc được xảy ra khi các câu trong đoạn không tập trung vào một chủ đề, lỗi lạc chủ đề, hoặc nội dung nêu trong câu chủ đề không được triển khai đầy đủ trong đoạn văn, đây là lỗi thiếu hụt chủ đề. Ngoài ra, các câu trong đoạn không được sắp xếp, xếp theo một trình tự hợp lý cũng là một loại lỗi ở thiếu mạch lạc. Về lỗi liên kết, sẽ xảy ra khi chúng ta dùng thiếu các phương tiện liên kết hoặc sử dụng các phương tiện liên kết chưa phù hợp. Vậy, chúng ta thường sẽ có những cách chữa lỗi ra sao? Chúng mình cùng thực hành ngay trong phần thứ hai của bài học nhé! Trong phần này, các bạn sẽ có ba bài tập tiếng Việt và một bài tập từ đọc đến viết. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập đầu tiên. Chỉ ra lỗi thiếu mạch lạc trong những đoạn trích dưới đây và nếu cách sửa. Theo bạn, lỗi thiếu mạch lạc trong những đoạn trích dưới đây là loại lỗi nào một bài tập vô cùng đơn giản đúng không nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát vào đoạn trích đầu tiên đoạn trích này mắc phải lỗi lạc chủ đề câu chủ đề nói về tình yêu, nam nữ, nhưng các câu văn triển khai lại nói đến tình cảm gia đình và cả tình yêu quê hương đất nước. Chúng ta có hai cách sửa như sau. Thứ nhất, sẽ triển khai nội dung tình yêu nam nữ trong ca giao Việt Nam ở câu 2 và câu 3. Cách thứ hai, các bạn sẽ sửa câu chủ đề để phù hợp với các ý sẽ triển khai. Cô sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa số 2, chúng mình sẽ có đoạn trích như sau. Trong ca dao Việt Nam, những bài hát về tình yêu gia đình, quê hương, đất nước là những bài nhiều hơn tất cả. Họ yêu gia đình, yêu cái tổ ấm cùng nhau chung sống, yêu nơi cho nhau cắt rốn. Họ yêu người làng, người nước, yêu từ cảnh ruộng đồng đến công việc trong xóm, ngoài làng. Tình yêu đó nồng nhiệt, đầm thắm và sâu sắc, dẫn theo bùi minh toán. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với đoạn trích thứ hai. Có thể thấy đoạn trích này lại mắc lỗi, thiếu hụt chủ đề vì nội dung trong câu chủ đề không được triển khai đầy đủ trong đoạn văn. Sau đây là gợi ý cách sửa của cô. Qua truyện Thần Trụ Trời, ta thấy người thời cổ nhận thức và lý giải về cách hình thành thế giới rất giản đơn. Trời đất ban đầu dính vào nhau, thế giới là do một vị thần đắp cột chống trời mà tạo ra. Các chi tiết miêu tả trời và đất ban đầu dính vào nhau, sau nhờ vị thần khổng lồ độ trời, đắp cột chống trời mà trời đất phân chia và các chi tiết giải thích về nguồn gốc núi đảo gò đống biển cho thấy nhận thức thô sơ đó của người thời cổ kế đến chúng ta sẽ cùng nhau đến với đoạn văn c lỗi ở đoạn văn này đó chính là lỗi lạc chủ đề theo em cách sửa nào sau đây là hợp lý chính xác Đoạn trích này có lỗi lạc chủ đề vì câu chủ đề nói về nét đẹp truyền thống của người nông dân trong văn học phê phán, nhưng hai câu sau không tiếp tục triển khai ý này, có thể sửa bằng cách phân tích biểu hiện cụ thể vẻ đẹp của người nông dân trong một số tác phẩm như là Tắt đèn, Bước đường cùng. Ở các câu tiếp theo của đoạn văn, các bạn cùng quan sát lên màn hình. Hình tượng người nông dân trong văn học hiện thực phê phán, có những nét đẹp truyền thống. Nhân vật chỉ giàu hiền lành, đảm đang, chịu thương chịu khó, nhưng có sự phản kháng mạnh liệt, sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ nhân cách. Ngoài ra, có thể nhắc đến nhân vật pha trong bước đường cùng, một anh nông dân lương thiện bị đẩy vào cùng đường tuyệt lộ nhưng chưa bao giờ làm điều trái với lương tâm. Như vậy, chúng ta đã vừa cùng nhau thực hiện xong bài tập thứ nhất. Bây giờ, hãy cùng cô bước sang bài tập thứ hai nhé. Nhiệm vụ của các em là sắp xếp những câu văn dưới đây theo trình tự hợp lý để tạo thành đoạn văn mạch lạc. Chúng ta cùng quan sát lên màn hình. Và các bạn hãy giúp cô sắp xếp các câu có trong đoạn thứ nhất nhé. Đây cũng là một bài tập vô cùng đơn giản đúng không nào Thông qua một vài thao tác Chúng ta có đoạn văn phù hợp như sau Chúng ta nên làm gì Để có thể xử chữ tiếng của mình Trước hết Chúng ta cần phải biết coi trọng lời hứa Không gian dối với mình Và với người Nếu cảm thấy không chắc chắn Hoặc lời hứa ấy vượt quá khả năng của mình Chúng ta không nên vội hứa hẹn Người xưa có câu Một lần thất tín vạn lần bất tin, cần ghi nhớ tuyệt đối, không được hứa cho qua chuyện để lấy lòng. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đến với đoạn trích tiếp theo. Các bạn cũng hãy giúp cô sắp xếp, xếp các câu văn để chúng ta có được một đoạn văn hoàn thiện các bạn nhé. Đây không phải là một bài tập khó đúng không nào? Chúng mình có đoạn văn hoàn thiện như sau. Ở Tây Bắc, có một bản nhỏ người Thái đen, nằm cách chân đèo Chiền Đông, chừng dặm đường. Bản tên là Hua Tát, bản Hua Tát ở thung lũng hẹp và dài, ba bề bốn bên là núi cao bao bọc. Cuối thung lũng có hồ nước nhỏ, nước gần như không bao giờ cạn. Xung quanh hồ, khi thu đến, hoa cúc dài nở vàng đến nhức mắt. Từ thung lũng Hua Tát, đi ra bề ngoài có nhiều lối đi. Lối đi chính rải đá, từ một con trâu, hai bên lối đi đầy những cây mè loi, tre, vầu, bứa, muỗng và hàng trăm thứ dây leo không biết tên gọi là gì. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong bài tập thứ hai. Bây giờ hãy cùng cổ bước sang bài tập thứ ba nhé. Các bạn sẽ chỉ ra và nêu cách sửa lỗi liên kết trong những trường hợp sau. Chúng ta cùng quan sát lên màn hình. Ở trường hợp đầu tiên, theo các bạn lỗi liên kết trong trường hợp này là gì đúng rồi lỗi liên kết trong trường hợp này đó là dùng phương tiện liên kết chưa phù hợp chúng ta có thể chọn từ liên kết khác thay và bằng từ nhưng hai câu sẽ có sự tương phản với nhau ngoài sân vang lên tiếng guốc khua lộp cộp nhưng tôi không nghe thấy gì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ngữ liệu tiếp theo ở ngữ liệu này chúng ta thấy người viết cũng sử dụng phương tiện liên kết chưa phù hợp hãy chọn từ liên kết khác nào đúng rồi trong trường hợp này chúng ta sẽ thay từ tuy nhiên bằng từ vì vậy hai câu có mối quan hệ nhân quả cụ thể trong quá trình tồn tại và phát triển kho tàng thần thoại hy lạp đã trải qua nhiều biến đổi pha trộn rất phức tạp vì vậy những gì còn lưu giữ được đến hiện nay về thần thoại hy lạp không phải ở dạng nguyên sơ nhất bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với đoạn ngữ liệu tiếp theo trong đoạn ngữ liệu này chúng ta thấy lỗi ở đây đó là thiếu phương tiện liên kết và sử dụng phương tiện liên kết chưa phù hợp theo em cách sửa nào sau đây là phù hợp nhất à đúng rồi chúng ta phải thêm phương tiện liên kết và sử dụng phương tiện liên kết phù hợp hơn cụ thể chúng mình có đoạn văn như sau văn bản di sản mặt đất giúp người đọc hiểu về quá trình tạo lập thế giới trong nhận thức của người lô lô xưa nhận thức ấy còn khá giản đơn tuy nhiên họ cũng đã hiểu được vai trò của con người trong việc cải tạo thiên nhiên cuối cùng chúng ta thấy ở ngữ liệu này người viết đã dùng phương tiện liên kết chưa phù hợp cụ thể ở đây chúng ta có thể thay từ ở họ bằng cụm từ trong đó hoặc trong truyện này, các bạn nhé. Bây giờ hãy cùng cô đến với phần cuối cùng từ đọc đến viết. Nhiệm vụ của các bạn là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ chia sẻ suy nghĩ của bạn về một truyện thần thoại mà bạn cho là đặc sắc. Ở đây, các bạn cần lưu ý, chúng ta sẽ thực hiện các thao tác như sau. Thứ nhất, đọc nhanh đề bài, gạch chân từ ngữ quan trọng để xác định yêu cầu của đề. Thứ hai, lựa chọn nhanh truyện thần thoại mà các bạn cho là đặc sắc nhất. Cuối cùng, các bạn sẽ viết nhanh bản thảo đoạn văn, đồng thời đọc lại và chỉnh sửa nhanh. Các bạn lưu ý có thể thực hiện bài tập này trên vở của mình các bạn nhé khi viết đoạn văn ngắn đồng nghĩa chúng ta cũng sẽ phải viết nhanh tạo lập được sản phẩm trong một khoảng thời gian ngắn vì vậy các bạn cần hết sức chú ý về thời gian các bạn nhé các em thân mến như vậy trong video ngày hôm nay chúng mình đã cùng nhau thực hành một vài bài tập về lỗi thiếu mạch lạc và lỗi liên kết hy vọng rằng những bài tập này đã củng cố lại những kiến thức mà chúng ta đã được học Bài học của chúng Minh đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.